Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo cực kỳ là ngon và nó mới ra mắt. Nó cho chúng ta khai thác HoCatCoin, thì ký hiệu viết tắt của cái đồng token này đó là CCT. Thì HoCatCoin thì nó cũng là thuộc một cái hệ meme coin và nó cũng giống như là Dogecoin hay là SHIB, các cái đồng SHIB. Và cái giá của nó thì là một cái đồng CCT này bằng 0,8 đô la nha các bạn. Và nó đã cho chúng ta, khi mà các bạn giờ khai thác được cái số cái token CCT này, thì nó sẽ cho chúng ta swap sang cái đồng BTC, và các bạn có thể rút về ví, và chúng ta có thể rút về ví cá nhân đấy, hoặc là sàn để chúng ta có thể bán sang cái đồng USDT và chúng ta chuyển sang cái tiền Việt Nam. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta đăng ký tài khoản và chúng ta đào miễn phí cái đồng CCT này, cũng như là cái cách để chúng ta swap luôn cái sang cái đồng BTC ở trên cái dự án này nha các bạn. Thì các bạn hãy click vào cái link mình để ở dưới phần mô tả nhé. Sau đó thì các bạn nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Thì ở đây thì là do là mình đã chuyển sang cái ngôn ngữ tiếng Việt đấy, thì các bạn có thể sử dụng vào cái trình duyệt Chrome, thì các bạn sẽ bấm vào cái ba chấm này, thì tôi sẽ bấm vào phần dịch này để chúng ta sử dụng bằng cái tiếng Việt nó sẽ dễ hơn. Rồi ở đây thì nó sẽ có cái phần mà đăng ký và đăng nhập, thì các bạn chọn một trong hai cái. Nếu như đã bạn đã có cái tài khoản rồi thì bạn đăng nhập nhé, còn nếu chưa tài khoản thì các bạn nhấn vào phần đăng ký này cho mình. Rồi ở đây thì các bạn sẽ điền cái thông tin nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ điền chọn một cái địa chỉ email để các bạn tạo tài khoản. Bước tiếp theo thì các bạn nhập mật khẩu và nhắc lại mật khẩu cho mình. Sau khi mà các bạn nhập mật khẩu xong thì các bạn đánh dấu tích đây, chúng ta sẽ giải mã captcha. Ở đây nó chọn hình cái con mèo giống nhau ấy. Đây các bạn chấm vào những hình con mèo cho mình. Và chấm vào những cái hình con mèo mở mắt. Sau khi giải mã captcha thì các bạn đánh dấu tích vào đây, chấp nhận các điều khoản nhé. Sau đó được bạn bấm vào đây để chúng ta đăng ký tài khoản này. Rồi như vậy là chúng ta đã tạo tài khoản thành công rồi đó. Thì các bạn nhấn vào cái phần link này để chúng ta xem những cái một số những cái hướng dẫn đấy. Rồi như vậy là bạn đã bắt đầu đào rồi nha các bạn. Đó, ở đây thì chúng ta đã bắt đầu đào cái số nó đã nhảy lên rồi các bạn. Thì các bạn kích vào những cái phần này này để chúng ta lượm cái số token đó, và sau khi mà các bạn lượm được những cái số token ở đây thì nó sẽ được tổng hợp cái số dư của các bạn lên ở đây đó. Và khi mà nó sẽ chống lại, và khi các bạn đào được thì nó lại lấp đầy ở đây. Lấp đầy ở đây thì các bạn lại thu hoạch nhé, các bạn cứ thu hoạch như đây. Ở đây thì cái cơ chế đào của nó thì không phải là 24 tiếng hay là 6 tiếng mà 12 tiếng gì cả, mà nó chỉ cứ lấp đầy ở đây thì chúng ta sẽ thu hoạch. Các bạn kích thu hoạch lên đây, và có thể là khi mà nó đến đầy đây mà các bạn không thu hoạch ấy, thì có thể là cái phiên đào của bạn sẽ bị dừng đó. Cho nên là các bạn thường xuyên, chúng ta đừng quên là chúng ta vào đây, chúng ta thử nhấn vào, chúng ta nhận nó lên trên này đó. Ở khi các bạn đang đào và đang lấp đầy cái chỗ này thì nó chưa đầy, cho nên là chúng ta sẽ không kích được vào đây, và kích vào đây thì nó sẽ báo là trống nhé đó. Cho nên là chúng ta phải chờ nó đầy thì các bạn kích thu hoạch, thì nó sẽ tổng hợp lên trên này cho mình. Rồi ở đây thì các bạn kích vào cái phần ba gạch này cho mình này. Tiếp đến các bạn kích vào phần wallet cho mình. Đó. Ở đây thì các bạn cái phần này, cái phần gửi vào nhé, phần withdraw là phần rút ra này, các bạn kích vào đây cho mình. Withdraw ở đây ấy, thì cái số dư của mình hiện tại là đang 0,002 nhé. Thì chúng là mình chưa đủ cái min rút, cái min rút của nó là 11 cái đồng CCT. Đó. Transfer free nó mất 10% nhé. Đó. Và cái phí tiếp đến là bạn sẽ nhận được là ở dưới này, thì khi mà các bạn nhập nhập cái địa chỉ vào đây này, ở đây là các bạn có thể rút cái đồng này về ví nhé, và các bạn nhập mật khẩu giao dịch này. Ở đây thì các bạn bạn sẽ nhận được khi mà các bạn rút, ví dụ như bạn rút 10, 11 và bạn mất 10%. Ở đây thì mình thử thử nhập vào 10 nhé, mình sẽ nhập 11 đồng này.
Ở đây thì là mình không có số dư cho nên nó không chưa cho chúng ta nhập. Khi mình phải đủ đúng số 11 là số dư 11 thì mình mới nhập được nha các bạn, nó không cho chúng ta nhập. Đó, như 10% như vậy thì mình sẽ chỉ còn rút được về 10 đồng thôi. Rồi, như vậy là cái phần chia sẻ, cái phần rút này thì mình đã chia sẻ cho các bạn nhé. Ngoài ra thì ở đây ấy, ở đây thì nó sẽ có hai cái đồng để cho chúng ta rút. Một là chúng ta sẽ rút cái đồng CCT, hai là chúng ta sẽ rút cái đồng BTC. Hai cái cách để chúng ta có thể rút nhé. Đây là mình sẽ chọn vào BTC. BTC thì min rút của nó là thấp nhất là 0,0002 BTC. Đó, và cái phí giao dịch này là 0,0001. Như vậy là cái phí nó cũng khá là cao ấy. Cho nên là khi các bạn rút thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ rút để cái chúng ta đào được nhiều một chút thì chúng ta mới thực hiện cái lệnh rút nhé, để tránh mất cái phí, tổn hao phí. Rồi các bạn kích vào cái phần ba gạch này cho mình này. Rồi các bạn kích vào cái phần chương trình liên kết cho mình. Ở đây thì cái chương trình liên kết này là cái chương trình giới thiệu, thì các bạn tôi cung cấp cho chúng ta một cái link ở đây, thì các bạn copy cái link này các bạn chia sẻ cho bạn bè. Thì nó sẽ ở đây nó sẽ chia làm 3 tầng nhé, 3 tầng chia thành ăn 3 cấp. Cái level 1 ấy là cái tuyến tuyến thứ nhất là bạn sẽ hưởng 5,62%, và cái level 2 thì bạn sẽ nhận được 2,04%, và cái level cuối cùng ấy là các bạn sẽ nhận được 0,01024%. Thì ở đây thì mình chưa có cái giới thiệu nhé, cho nên là mình vẫn chưa tính toán được cái số cái chính thức được hưởng bao nhiêu từ tuyến dưới. Thì ở đây thì nó chia ăn chia theo 3 cấp như thế này, thì các bạn giới thiệu được càng nhiều thì các bạn sẽ được ăn theo cấp. Ví dụ như bạn giới thiệu được một người bạn thì bạn sẽ nhận được ăn được là nhận 5,62% của cái bạn mà bạn giới thiệu, và cái bạn của bạn giới thiệu thêm một người nữa thì bạn cũng được nhận cái tuyến dưới đấy là 2,04%. Như vậy thì là bạn cũng phải hiểu được là cái phần trăm ăn chia từ cái việc giới thiệu này như thế nào rồi. Rồi các bạn quay trở lại cái phần ba gạch này cho mình. Rồi các bạn kích vào cái phần wallet, các bạn kích vào cái phần exchanger. Ở đây là cái phần mà chúng ta sẽ swap sang cái từ cái đồng CTC CCT sang cái đồng BTC. Ở đây thì mà các bạn có cái đồng BTC thì các bạn có thể trao đổi ngược lại, hoặc là các bạn có cái đồng CCT các bạn có thể quy đổi sang cái đồng BTC. Thì các bạn kích vào cái mũi đầu tiên đảo chiều ở đây này. Đó, thì khi mà các bạn có được cái đồng CCT ấy, thì các bạn sẽ bấm vào cái phần dưới này là chúng ta sẽ quy đổi sang cái đồng BTC. Đó, sau đó thì các bạn kích vào đây. Một cái đồng CCT thì các bạn sẽ đổi được 0,0003644 BTC. Đó, ví dụ ở đây mình sẽ nhập là số 10 đi. Ở đây thì mình không có số dư, nó không cho chúng ta nhập, nó cũng tương tự như cái phần rút nhé. Đấy, chúng ta sẽ không kiểm tra được. Và như vậy ở đây thì nó cũng ghi rất là rõ rồi, một cái đồng CCT thì bạn sẽ đổi được 0 và 0,0000 36 cái đồng BTC. Và khi các bạn đào được càng nhiều thì chúng ta sẽ quy đổi được sang cái đồng BTC. Và ở đây thì nó cho chúng ta quy đổi luôn, và chúng ta có thể rút về sàn hoặc là ví cá nhân luôn nha các bạn. Đó, cái kèo này thì chúng ta là một cái kèo cực kỳ là ăn chắc luôn nha các bạn. Và rất là nhiều những cái kênh YouTube cũng như là các cái nhà săn cái kèo Arop hoặc là các cái crypto ấy, họ đã chia sẻ cái kèo này khá là nhiều. Đó. Và hiện tại thì mình cũng vẫn chưa đủ cái min rút để mình thực hiện cái hướng dẫn cho các bạn cách kỹ hơn về cái việc rút cũng như là sao trao đổi cái đồng CCT là sang cái đồng BTC để rút về sàn. Thì ở đây thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn những cái thông tin cụ thể cũng như vậy. Còn nếu như bạn nào mà đã khai thác cái đồng này và đã có cái kinh nghiệm thì các bạn có thể chia sẻ cho mình cũng như là cùng mọi người cùng nắm được nhé. Thì cái video này thì mình xin được tạm dừng tại đây. Ở cái video sau thì mình sẽ cập nhật với các bạn với những cái thông tin chi tiết cũng như là đầy đủ hơn về cái kèo này. Rồi, ở cái video này thì mình xin kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video lần sau.